Việt World TV xin kính chào quý vị. Kính chúc quý vị có cuộc sống yên ấm và dồi dào sức khỏe để vượt qua mùa dịch Covid-19 này. Xin gửi đến quý vị một tin tức mới tại Việt Nam, đó là từ 3 ca mắc Covid-19, Bệnh viện Bạch Mai nguy cơ thành ổ dịch. Sau khi ghi nhận 3 ca mắc Covid-19, Bệnh viện Bạch Mai đã xây dựng kế hoạch làm xét nghiệm sàng lọc virus gây dịch bệnh Covid-19 cho tất cả nhân viên gần 4.000 người và gần 1.000 bệnh nhân đang điều trị tại đây. Thông tin trên được đưa ra tại cuộc họp ngày 25 tháng 3 do Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế Việt Nam chủ trì buổi họp với Bệnh viện Bạch Mai về công tác phòng chống dịch Covid-19 tại bệnh viện. Theo báo cáo của Bệnh viện Bạch Mai, đến ngày 24 tháng 3 đã ghi nhận 3 bệnh nhân mắc Covid-19 liên quan đến bệnh viện, trong đó có bệnh nhân 86 và bệnh nhân 87 là hai nữ điều dưỡng của Bệnh viện Bạch Mai được xác định dương tính với Covid-19 vào ngày 19-20 tháng 3. Hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Liên quan đến hai bệnh nhân 86 và 87, từ ngày 19 tháng 3, 159 nhân viên y tế liên quan đã được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc 2 lần. Kết quả sơ bộ âm tính với Covid-19, tiếp tục được cách ly theo dõi nghiêm ngặt. Toàn bộ 84 người, bao gồm 34 nhân viên y tế, 24 bệnh nhân, 26 người chăm sóc bệnh nhân tại C4, Viện Tim Mạch, nơi bệnh nhân 86 điều trị trước khi phát hiện bệnh, đã được cách ly tại C9, Viện Tim Mạch riêng. Lấy mẫu xét nghiệm 2 lần, tất cả đều âm tính với Covid-19, được tiếp tục cách ly theo dõi nghiêm ngặt. Trường hợp thứ 3 là bệnh nhân 133, được chuẩn đoán xác định mắc Covid-19 ngày 23 tháng 3. Bệnh nhân này nhập viện điều trị tại khoa thần kinh Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 29 tháng 2 đến ngày 22 tháng 3. Ngày 24 tháng 3, sau khi có kết quả chuẩn đoán xác định bệnh nhân 133 mắc Covid-19, Bệnh viện Bạch Mai đã cách ly 252 người, bao gồm 162 nhân viên và học viên, 36 bệnh nhân và 54 người chăm sóc bệnh nhân tại khoa thần kinh, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, đồng thời phối hợp với Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội để điều tra các trường hợp liên quan để áp dụng các biện pháp phòng chống Covid-19, giảm tải bệnh nhân. Hiện Bệnh viện Bạch Mai đã áp dụng các biện pháp nhằm giảm tải số lượng người đến bệnh viện như ngừng hầu hết các hoạt động tái khám, chỉ khám và điều trị những trường hợp cấp cứu hoặc phải điều trị liên tục, đóng cửa nhà tang lễ bệnh viện, chỉ bố trí cổng vào bệnh viện tại đường Giải Phóng. Đồng thời, bệnh viện đang rà soát, xem xét kỹ các bệnh nhân có thể xuất viện và tạm thời chưa cho bệnh nhân đã điều trị khỏi xuất viện. Bệnh viện tiêu độc, khử trùng tất cả các khu vực liên quan, kiểm soát chặt chẽ quy trình nhiễm khuẩn, chống lây nhiễm Covid-19 tại tất cả các khoa phòng, thiết lập kiểm tra thân nhiệt, rửa tay tại cổng vào và các điểm trong khu vực khám bệnh. Lãnh đạo Bộ Y tế Việt Nam đã giao Bệnh viện Bạch Mai phối hợp với Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội xây dựng kế hoạch tổ chức lấy máu và xét nghiệm Covid-19 cho tất cả những người hiện đang có mặt tại bệnh viện, bao gồm toàn bộ cán bộ, nhân viên y tế, bệnh nhân và người chăm sóc bệnh nhân, hoàn thành trước ngày 29 tháng 3. Tâm Anh xin cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin này. Kính mời quý vị bấm subscribe đăng ký kênh YouTube Việt World TV để theo dõi các bản tin tiếp theo. Kính chúc quý vị mỗi ngày được bình an và hạnh phúc. Xin trân trọng, kính chào.